Hiện tại tôi đang ở tận cùng cực nam của Tổ quốc, mũi Cà Mau, mà cũng là tận cùng của đường Hồ Chí Minh nối từ đầu địa đầu Tổ quốc và đến tận mũi Cà Mau. Đây là điểm cuối đường Hồ Chí Minh, km 2436. Đường Hồ Chí Minh, đây là điểm cuối cùng của đường Hồ Chí Minh của đất nước Việt Nam. Bức điêu tượng khắc của đất mũi. Đường Hồ Chí Minh, điểm cuối cùng của cực nam đất mũi. Máy bay ở Cần Thơ, chắc kia là máy bay Cần Thơ lên đúng không? Em đứng ở dưới.